Đồng gia đình này đã. Thế còn á, sinh con và đặt tên á, theo các cụ ngày xưa là gì, không được đặt tên trước, nó khó nuôi. Đây là cái kinh nghiệm của các cụ đấy. Ngày xưa Đức Pháp Chủ chúng tôi đi học, Đức Pháp Chủ cũng có nói về, vì ngày xưa ngài hay giảng về thầy chùa là bùa làng, cho nên á, ngài thường hay dạy những cái chuyện rất là đơn giản trong cuộc sống cho tăng ni học, tăng ni sinh chúng tôi, để sau này khi lớn lên đi chủ trì một ngôi chùa thì có những kinh nghiệm đó để xử lý. Mình làm bùa làng mà, thầy chùa là bùa làng mà, mình họ hỏi cái gì mình không biết thì đó làm sao gọi là bùa làng được. Bùa làm sao, tức là nghĩa là khi dân họ có chuyện gì không an, họ ra hỏi sư, sư phải giải quyết được hết cho gì, cho dân thì họ được an tâm để làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống đó. Thì đó gọi là bùa, cái lá bùa của làng đó chính là gì? Dân có chuyện gì ra thắc mắc hoặc là bất an, thậm chí là có chuyện về tâm linh, sư đều giải quyết được hết, thì đó chính là cái lá bùa tốt nhất của bảo hộ cho toàn dân ở trong làng, trong xã đó, cho tín đồ Phật tử của mình đó. Cho nên Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày giảng những cái thâm sâu thì cũng có, mà những cái ngay tại cuộc sống gì cũng không thiếu. Cho nên ngài nói với chúng tôi, ngày tôi nhớ là ngày đó ngài nói là cái trường hợp Phật tử sau này đến có... Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.